Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngành giáo dục cả nước đã triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở các khối lớp 1, 2 và 6. Trong năm học 2022-2023 sẽ tiếp tục thực hiện với khối 3, 7 và 10. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng khẳng định, tỉnh Hưng Yên đã chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo đúng lộ trình, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học, thiếu giáo viên. Bậc trung học phổ thông chưa có giáo viên dạy âm nhạc, mỹ thuật, chưa có giáo viên dạy ngoại ngữ 2 hoặc tiếng dân tộc ở cả bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Với bậc tiểu học, tỷ lệ giáo viên trên lớp thấp, chưa đảm bảo dạy 2 buổi trên một ngày, thiếu giáo viên dạy môn tin học và tiếng Anh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng cơ chế tạo điều kiện để địa phương thực hiện hợp đồng giáo viên, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh tránh tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, tăng số lượng học sinh trong một lớp để phù hợp với thực tế hiện nay.